Xin chào quý vị, tôi là Thanh Ráp và quý vị cùng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo bác sĩ phối hợp cùng với bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. À, và thưa quý vị, trong số phát sóng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề về tâm lý. Và xưa nay khi mà chúng ta nhắc đến tâm lý tâm thần thì người dân của mình ít nhiều vẫn nghĩ nó là bệnh khùng, bệnh điên. Nhưng mà về sâu xa hơn về góc độ của y khoa thì chúng ta đâu đó vẫn có những cái vấn đề về tâm lý, tâm thần chúng ta cần phải giải quyết. Vậy thì những cái vấn đề này chúng ta cần phải điều trị như thế nào? Như thế nào là chúng ta khám tâm lý và khi nào là chúng ta cần phải khám tâm thần? Và để trả lời giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này thì ngay bây giờ thành ra mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn là trưởng đơn vị tâm lý lâm sàng của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin được kính chào bác sĩ Mẫn à. Rồi, Xin chào MC Thành Rác. À, xin chào quý vị khán thính giả của Alo bác sĩ. Dạ, thì thưa bác sĩ như cái phần dẫn nhập ban đầu thì em cũng nhắc đến là xưa nay đối với người dân của mình khi mà chúng ta nhắc đến là một người bị vấn đề về tâm lý tâm thần thì mình hay nghĩ ngay đến những lần những người bị khùng, bị điên nhưng mà xin phép nhờ bác sĩ có thể giải thích rõ hơn trong số phát sóng ngày hôm nay những cái vấn đề về khám tâm lý, nè khám tâm thần kinh thực sự là gì và liệu rằng có phải cứ nhắc đến tâm lý tâm thần là chúng ta nắm chắc cái con đường là bị điên hay khùng hay không thưa bác sĩ dạ. À, cảm ơn Thanh Ráp, rất là nhiều người bị nhầm lẫn À, và thậm chí những cái người mà làm ở trong lĩnh vực y tế à, mà lâu lâu rồi ít có cập nhật á, thì cái chữ mà tâm lý và tâm thần á, à, các bạn nó cũng có những cái bối rối à, chứ không riêng gì cái người mà không phải trong ngành y yeah. vậy thì à, tâm lý là cái gì tâm thần là cái gì thần kinh là cái gì thật à, thêm cái chữ thần kinh nữa thì nó có những cái điểm khác nhau thần kinh á, là tiếng anh nó neurology à, tức là những cái bệnh mà thực thể liên quan tới não tủy sống và các dây thần kinh tức là cái phần phần xác đó à, nói đơn giản như vậy hiểu là cái phần xác còn cái phần mà tâm thần của mình á, nó giống như là cái phần hồn à, tâm thần nó giống như là cái phần hồn đó là những vấn đề liên quan tới tinh thần như vậy thì cái bệnh thần kinh là bệnh về thể xác à, bệnh về tâm thần nó là bệnh về tâm hồn tinh thần của mình còn tâm lý nó là cái gì à, nó là cái khúc ở giữa à, nó không phải bệnh nó không phải là bệnh à, nó chỉ là những cái có thể nó là bình thường nhưng mà nó cũng có thể là hơi lạ hơn so với bình thường một chút xíu thôi nhưng mà nó chưa phải là bệnh có thể gọi là cái rối loạn nhưng mà thực sự là nó chưa phải là bệnh cho nên á một cái người mà người ta được thấy là hơi lạ lạ thì gia đình nói mày đi khám tâm lý đi hoặc là mày đi khám tâm thần đi thì trả lời ô tôi đâu có bị điên bị khùng gì đâu mà đi khám tâm lý vậy thì một cái câu họ nói đặt ngược lại ủa tại sao bên nước mỹ thì tổng thống nào cũng phải phải đi kiểm tra tâm lý hết à, như vậy tâm lý nó là cái gì tâm lý thực sự nó là một cái khoa học nghiên cứu về cái tâm tư nguyện vọng hay là cái đời sống tinh thần của một người và cái hành vi của người đó ra làm sao như vậy thì cái tâm lý đó nó sẽ xảy ra ở tất cả mọi con người chớ không phải là cái người có sự bất thường là nó mới trục chặt về mặt tâm lý như vậy thì cái người bình thường mình cũng hoàn toàn có thể mình đi kiểm tra coi cái tâm lý của mình nó làm sao À, chứ không phải là cái người có trục chặt rồi mình mới đi kiểm tra tâm lý à, đó những người mà sắp sửa lên làm tổng thống người ta đi kiểm tra coi tâm lý tôi có bình thường hay không à, nếu mà nếu mà tâm lý tôi bất thường tôi xua quân một cái là cả một cái thế giới này nó bị hỗn loạn thì nó không ổn vậy thì bất cứ ai cũng đều có thể đánh giá cái tâm lý của mình tuy nhiên ở việt nam của mình nếu mà mình nói mình đi kiểm tra một cách rất là thông thường ai cũng đi kiểm tra tâm lý hết trơn thì thật sự là nó không có nó không có thực tế và không ai làm chuyện đó Cho nên là tâm lý Người ta hay gọi là khách hàng Người ta hay gọi là thân chủ Chứ người ta không gọi là bệnh nhân Có thể có rối loạn chút đỉnh thôi Gọi là disorder, rối loạn chút thôi Chứ không phải là disease, không phải là bệnh Khi nào mà disease bệnh Mà nó không có dính dáng gì thể chất Thì người ta đi qua bên tâm thần Đó thì cái phân biệt rõ gì không biết là các bạn Có nắm được này chưa Như vậy thì tâm lý là bất cứ ai cũng có thể đánh giá Cần thiết phải đánh giá À, mình có thể tự đánh giá cho mình hoặc là đi đến gặp chuyên gia đánh giá. Tâm thần là có cái bệnh liên quan về mặt tinh thần phải xếp vô bệnh đàng hoàng. À, thì mình mới đi gặp bác sĩ tâm thần. Dạ. Yeah. À, vừa rồi thì bác sĩ mẫn cũng cắt nghĩa ba cái khái niệm tưởng chừng nó rất là khó hiểu nhưng mà rất là dễ hiểu về cái vấn đề là thần kinh là gì nè, thần kinh, tâm thần rồi kể cả tâm lý thần kinh là cái vấn đề về 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 cái xác của mình là chúng ta sẽ đề cập sâu hôm nay chúng ta sẽ đi nói sâu hơn về vấn đề tâm lý và à, tâm thần trong cái xã hội ngày nay thì hiện tại theo bác sĩ mẫn đánh giá và cả cả đơn vị của bác sĩ mẫn đang làm thì thường tiếp nhận à, đối với những người họ đến với mình về những cái vấn đề tâm lý tâm thần nào là phổ biến nhất trong thời đại ngày nay thưa bác sĩ ở bệnh viện đại học y dược thì có hai phòng khám riêng biệt một phòng khám là tâm thần kinh dành cho bệnh nhân tâm thần hoặc là bệnh nhân có những cái rối loạn mà nghiêng về phía tâm thần thì gặp cái phòng khám tâm thần của bệnh viện học dược cái phòng khám thứ hai đó là phòng khám tâm lý là cái chỗ của mình à, thì đó là hai cái phòng riêng biệt phòng khám tâm lý là khi nào á người ta có trục trặc người ta nghĩ không thông chuyện này chuyện nọ người ta bị stress quá mức người ta bị rối loạn lo âu hay là trầm cảm mà dạng nhẹ chưa đến nỗi mà tự tử đâu, à, hoặc là những cái suy nghĩ mà quá mức overthinking, à, hoặc là những cái à, rối loạn về ám ảnh cưỡng chế, rối loạn trong học tập, rối loạn các cái mối quan hệ hôn nhân gia đình vân vân, thì mấy cái đó tìm đến vấn đề tâm lý, à, chứ chưa cần thiết phải đến bác sĩ tâm thần. đó Còn à, khi nào mà trục chặt ví dụ như mình có những cái rối loạn về mặt tâm lý đó mà kèm thêm một số những hành vi nó bất thường à, ví dụ như tự nhiên mình thấy người ta đang nói chuyện gì mình xách cây ra một phang ra mình nói là ô cái này là mày chửi tao hả à, hoặc là đó là gọi là cái hoang tưởng mà nghi hại à, hoặc là nghe trong đầu có cái tiếng ai nói tức là những cái ảo thanh nào đó à, thì phải đi kiếm bác sĩ tâm thần liền chứ đừng đi kiếm bác sĩ tâm lý, đi kiếm cái chuyên gia tâm lý à, nó không có hợp như vậy thì khi mà có cái rối loạn tâm lý mà kèm theo các cái hành vi bất thường Hành vi bất thường hoặc là những cái rối loạn mà có kèm theo cái hành vi tự tử rồi á hay là cái hành vi tự tử nó thoát ra được rồi đó hoặc là hành vi mà dọa tự tử rồi kia đó thì cái đó là tương đối là nặng đặc biệt là cái trầm cảm mà nó đưa đến cái tự tử đó là phải gặp bác sĩ tâm thần liền để họ dùng cái thuốc để cắt ra khỏi cái vụ đó à, rồi mình mới tính tới cái chuyện tâm lý. Dạ. Đối với các nhóm bệnh lý về thực thể, khi mà bệnh nhân của chúng ta không phát hiện dẫn đến cái vấn đề là chúng ta không điều trị và điều trị muộn thì dẫn đến những cái biến chứng rồi là cái nguy cơ tử vong về sau cũng cao. Vì đối với những cái vấn đề về tâm lý thì đối với khi mà chúng ta gặp phải những cái vấn đề tâm lý này, chúng ta cũng không phát hiện sớm luôn, nhưng mà nó sẽ không có cái biểu hiện thực thể như là chúng ta đau, chúng ta ốm, chúng ta chảy máu, chúng ta sốt gì hết. Thì khi mà chúng ta để lâu dần như vậy thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng như thế nào thưa bác sĩ? À, ông bà mình thường hay nói cái câu là tư tưởng không thông nhất bình tông không nổi hay là nhất sợi long không nổi thật sự câu đó không phải là không phải là nói quá đâu à, có những người á, họ vô bệnh viện vì lý do yếu hai cái chân đi không nổi có những người á, là họ mất ngủ một cái giai đoạn truyền miên rất là dài họ có thể có những cái rối loạn vận động kia bất ổn mà chẳng đoán lầm là cái rối loạn về thực thể họ có thể là cả một tuần không có tập trung đọc được một cái báo cáo và họ ăn là muốn ói ra thôi và cái thể chất họ rất là bất ổn thì khi mà gặp các bác sĩ chuyên về trị liệu về thể chất đó họ trị liệu và sau đó họ xác định rằng ô cái này là do căn nguyên tâm lý thì họ gửi qua ngược đến qua cho mình thì khi đó mình kiểm tra lại thì thật sự là mình kiểm soát nó rất, rất là tốt như vậy thì những cái người nào khi mà họ rơi vào cái rối loạn tâm lý đó mà không có thoát ra được đó thì họ có thể dẫn đến cái cơ thể cái thể chất của họ nó bị suy sụp thể chất suy sụp nó, nó suy sụp hết gần như là nó xuống cấp toàn bộ từ đầu tới chân luôn chứ không phải là chỉ ở một khu vực nào và cái thứ hai là họ rơi vào cái đời sống tinh thần nó bất ổn tức là họ sẽ rơi vào những cái rối loạn thật sự được có tên chẩn đoán đàng hoàng ví dụ rối loạn lâu rối loạn về trầm cảm đó là những căn bệnh thời đại và thậm chí là khi mà họ bị cái căng thẳng về mặt tâm lý kéo dài đó mà họ không có giải quyết đó, ngay từ đầu đó thì có thể là đặc biệt là cái trầm cảm mình biết hồi xưa đó hồi xưa bây giờ thì mình thấy là cái nguyên nhân mà đứng đầu của những người trưởng thành chết là tim mạch rồi sau đó đến ung thư vân vân và trong 10 cái lý do mà gây chết đó thì từ năm 2020 trở đi người ta đưa cái trầm cảm tự sát vào một trong 10 cái lý do gây ra chết của thế giới cứ 40 giây trên thế giới là có thể có một người tự tử chết ở bên Mỹ đó 7% dân số Mỹ là bị trầm cảm mà cứ 100 người tự tử ở bên Mỹ thì có 70 người liên quan tới trầm cảm. Mà trầm cảm đó thì theo như các cái sách vở của Mỹ à, họ đề xuất là có 1 phần 3 nó đến từ yếu tố di truyền thôi. Còn 2 phần 3 nó đến từ căng thẳng stress mà mình kiểm soát không tốt cho nên nó mới dẫn tới. Như vậy thì kết lại là cái stress nó đưa đến cái căng thẳng đưa đến những cái rối loạn về mặt tâm lý đặc biệt là cái trầm cảm là cái kết gần như cái cuối cùng À, cho nên là nếu mà cái đó mà nó trục chặt mà không giải quyết đó, thì nó sẽ dẫn đến cái cái chết nữa chứ không phải chỉ là những cái chuyện thông thường. Dạ yeah, rõ ràng là chúng ta thấy là rất là nguy hiểm như vậy nhưng mà về cách mà chúng ta nhận biết thì nó khá là mơ hồ bởi vì chẳng hạn như là những nhóm mình lý về thực thể đi mình có cảm giác đau hoặc là trong người mình nó bất ổn nó có một cái gì đó đau đớn hoặc là mình sốt mình này nổi cái gì mình có thể thấy nhưng mà đối với cái nhóm về tâm lý tâm thần này thì lại ở bên trong và chúng ta rất là khó để mà phát hiện sớm cái vấn đề này và kể cả người Việt Nam của mình thì họ vẫn chưa chấp nhận bản thân của mình đâu đó mắc phải cái vấn đề tâm lý hoặc là tâm thần dẫn đến cái vấn đề như bác sĩ đề cập là họ phát hiện muộn và dẫn đến những cái biến chứng đáng tiếc và đặc biệt là cái nguy cơ tử vong cao Vậy thì quay trở lại làm sao để chúng ta phát hiện sớm vấn đề này thưa bác sĩ? À, thứ nhất là cái người đó mình cảm thấy không được khỏe rồi. Yeah. À, mình cảm thấy ủa sao mình không khỏe? Mà cũng chưa biết là không khỏe do cái lý do gì. Và thậm chí mình đã từng kiểm tra sức khỏe thể tổng quát trước đó mà nó bình thường. Thì cái không khỏe này mình sẽ đặt cái câu hỏi ủa không khỏe này là do cái gì vậy? Cái thứ hai, hồi nào giờ mình là một cái người có một cái bản tính nó thiệt sự là vui vẻ, tương tác với những người khác tốt. Mà tự nhiên trong vòng 2 tuần gần đây thì nó có gì đó nó lạ lắm. Đã lắm là sao tự nhiên là mình thấy cái gì đó mình cũng chán. Cái gì đó mình cảm thấy cũng buồn buồn, không được vui. Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Rồi mình cảm thấy là sau cuộc đời này thấy có gì cũng chán. Nói chuyện ai cũng cảm thấy không thích thú. Chứ mặc dù trước đây mình thích những cái thói quen của mình. Trước đây mình đi shopping hay là mình đi uống cà phê với bạn bè hay là mình chơi này chơi nọ. Tự nhiên bây giờ mình nhìn nó mình cũng cảm thấy chán. Tức là có một cái sự khác biệt trong vòng khoảng từ 2 cho đến 4 tuần gần đây so với lại cái cuộc đời của mình hồi nào giờ thì mình phải lưu tâm tới ủa thì cái khác lạ này nó là cái gì đấy ta đó đó là cái mà dấu hiệu mà mình nhận biết đầu tiên đó là trong vòng 2 tuần đến 4 tuần gần đây thì mình thấy nó khác lạ về mặt tâm tính của mình thì cái đó mình phải lưu tâm và mình không được khỏe rồi sau đó mình cứ đặt câu hỏi tiếp đó là cái khác lạ này nó có chuyện gì xảy ra hay không nếu như trước đó nó có một cái chuyện ồ ví dụ như là ồ mình mới vừa thi mình bị trượt một môn chẳng hạn trong học trường học đường hoặc tự nhiên mình theo đuổi cái cô bạn kia, tự nhiên bây giờ nó đá mình, thì đó cũng là một chuyện. Hoặc là mình muốn được cái chuyện này, mình muốn mua cái món đồ đó mà kiếm hoài tiền không ra, mình cảm thấy mình không có được thoải mái. Tức là cái nhu cầu của mình có cái gì đó nó trục chặt là một cái lý do nó ở ngay trước mắt dẫn đến cái chuyện này. Thì khi đó mình lưu tâm thấy là hình như là mình đang có vấn đề về sức khỏe rồi đó, sức khỏe tinh thần rồi đó. Chứ không phải là đơn thuần là cái chuyện... À, suy nghĩ nó hơi lạc đi một chút dạ và khi mà đã xác định được cái vấn đề rồi thì cái cốt lõi chúng ta điều trị nó như thế nào thưa bác sĩ ừ. cái khi mà xác định được cái cái vấn đề rồi đó thì cái cách giải quyết đó thì tùy vào cái mức độ tùy vào cái mức độ để giải quyết ví dụ như có trầm cảm thì thật sự để chẩn đoán trầm cảm là không phải dễ dàng chẩn đoán đâu à, mình thấy mình có cái không ổn đó đó thì tốt nhất là mình nên đi gặp chuyên gia tâm lý hoặc là bác sĩ tâm thần cái đi à, có thể là một lần thôi à, trước đó thôi để người ta chẩn đoán cho nó ra à, tại vì mình đang mình đang phân vân mình không biết là mình bất thường hay là mình bình thường thì khi đó mình chỉ cần là đi gặp chuyên gia tâm lý hoặc là bác sĩ tâm thần một lần để người ta chẩn đoán ô cái này mày bình thường đó không có gì đâu à, thì mình yên tâm mình giải quyết vấn đề của mình còn nếu nói ô hình như là mày đang có bị rối loạn lo âu hình như là em đang có bị cái vấn đề về sức khỏe tinh thần đặc biệt là trầm cảm hay là nghi ngờ có trầm cảm thì khi đó mình sẽ giải quyết cái vấn đề theo cái hướng như vậy đặc biệt nếu mà mình có dấu hiệu nghi ngờ cái cái chuyện mà tự tử đó mình có nghĩ tới ý tưởng tự tử đó hay là cái ý tưởng tự tử hay ý tư tưởng tự muốn chết đó nó cứ lẫn vẩn lẫn vẩn trong đầu mình đó, là phải đi gặp bác sĩ tâm thần liền à, chớ đừng có đừng có chậm trễ nữa và đừng có nghĩ rằng không Mày đó mày làm quá đi và khi nghĩ vậy là nhiều khi tới lúc nó nhảy lầu rồi nó mình mới cha mẹ rồi khi nó mới 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 tá quả ra thì thật sự là không có ổn như vậy thì để giải quyết đó gặp bác sĩ tâm thần cho những trường hợp mà có dấu hiệu hành vi bất ổn hành vi bất ổn tức là mình hành động mình không có bình thường đó cái thứ hai là có dấu hiệu nghi ngờ tự tử là phải đến gặp bác sĩ tâm thần rồi hoặc là có dấu hiệu mà buồn thiệt là buồn luôn Trầm cảm Trong vòng 2 tuần liên tục Mà nó sụt xa sút hết Và nó ảnh hưởng đến chất lượng Giống như mình muốn nằm một chỗ đó Không muốn làm gì hết Thì gặp bác sĩ tâm thần liền Còn lại những cái rối loạn về mặt tâm lý Mà mình cảm thấy là mình giải quyết nó hơi khó khăn Thì gặp chuyên gia tâm lý Để người ta giải quyết trước Vậy thì gặp chuyên gia tâm lý Nếu chưa phải là bác sĩ tâm thần Thì gặp chuyên gia tâm lý Thì họ sẽ làm cái gì đầu tiên họ sẽ đánh giá lại cái tình trạng sức khỏe tâm lý của mình, xem coi là sức khỏe tâm lý của mình nó đang ở trạng thái ổn hay là đang gặp bị stress, stress ở mức độ nào, có những cái rối loạn tâm lý gì đi kèm hay không, à, có thể giải quyết bằng cái phương pháp trị liệu về tâm lý thôi, trị liệu bằng xã hội thôi, hay là có thể phối hợp thêm với việc điều trị bằng thuốc của bác sĩ chuyên về tâm thần, à, thì cái đó cái quyết định và sẽ thảo luận của chuyên gia tâm lý cùng với lại cái thân chủ cái khách hàng của mình để có thể giải quyết một cách trọn vẹn hơn. Dạ. Yeah. À, trong cái ý vừa rồi bác sĩ nhắc đến một cái vấn đề mà thanh ráp rất là hoàn toàn đồng ý là đối với những người xung quanh chúng ta tác động đến một cái người mà đang bị tâm lý tâm thần cũng rất là quan trọng. Như chúng ta chia sẻ rằng là khi mà mình nói một cái vấn đề với ai lại lập tức nhận được là à cái vấn đề đó đơn giản quá có gì đâu làm quá lên nhưng mà đối với chúng ta cái ngưỡng chịu đau mỗi người cũng khác và đặc biệt là về bên trong thì chúng ta cũng có những cái cái vấn đề là không có ai hiểu mình ngoài mình thì người ngoài chúng ta nhìn vào thì chúng ta hay đưa ra những cái vấn đề đó thì khi mà bên em tiếp nhận những cái vấn đề có nghĩa là phụ huynh chia sẻ là bạn cũng đã từng nói là bạn không có ổn rồi nhưng mà phụ huynh vẫn có cái cách nói như vậy là à không có gì đâu không được thì sẽ lại hoặc là có nhiêu đó mình làm cũng không được dẫn đến một cái hệ lụy là bạn đã có những cái hành động tự làm tổn thương mình rồi thì lúc đó là phụ huynh của mình mới tá hỏa lên là cái vấn đề này nhưng mà bạn đã cảnh báo trước đó rồi thì cái yếu tố mà người xung quanh nó tác động đến một người nó cũng rất là quan trọng như bác sĩ vừa đề cập đến. Thì em cũng muốn nhờ bác sĩ gửi đến một cái vài lời khuyên cho những người đồng, đồng hành xung quanh hoặc là kể cả bản thân một người họ đang bất ổn về tâm lý thì chỉ có mình mới cứu rỗi được mình, chỉ có mình mới biết là mình không ổn ở đâu để mình chủ động đi khám hoặc là mình chủ động mình tách mình ra khỏi những cái bất ổn xung quanh mình thưa bác sĩ. Cái người mà bị rối loạn tâm lý đó, đặc biệt rối loạn lâu hay là trầm cảm thì mình biết rằng họ suy nghĩ theo một cái chiều hướng nó không có tích cực và cái này không phải là họ muốn vậy đâu à, Cái rối loạn này hay là cái à, biểu hiện của cái bệnh Nó đẩy họ, bắt buộc họ phải suy nghĩ vậy, Giống như ma đưa lối, quỷ đưa đường vậy đó à, Và cái người, đặc biệt là người trầm cảm Là họ suy nghĩ giống như một người đang ở dưới hố Mình kêu họ suy nghĩ khác đi, họ không nghĩ được à, Kêu họ, tại sao mày không nghĩ khác đi, nghĩ tích cực lên đi Hồi nào giờ mày mạnh lắm mà không à, Khi mà bị như vậy rồi, có những người, kể cả bác sĩ Họ vẫn tự tử như thường như vậy thì họ không hiểu hả à? không phải họ hiểu hoàn toàn nhưng mà tại vì cái bệnh này nó cái rối loạn này nó đẩy họ bắt buộc họ phải suy nghĩ như vậy như vậy thì người xung quanh cũng cần phải lưu tâm đó là người ta có cái rối loạn về lo âu người ta có cái rối loạn về mặt trầm cảm thì có thể có kèm thêm những cái ố về tiên kinh có thể có kèm theo những cái suy nghĩ mà nó không có tích cực thì khoan hay chụp mũ họ và cái cách tốt nhất là mình quan tâm họ mình đồng hành cùng họ nếu được thì mình lắng nghe họ là cái điều quan trọng cái lắng nghe lắng nghe lắng nghe đến chuyên gia tâm lý cũng là một cách lắng nghe à, tại vì họ muốn bộc lộ cái thứ gì đó nó đang khó chịu nó đang chất chứa ở trong lòng của họ họ muốn bộc lộ ra nhưng mà mới mở miệng ra là bị cái người thân hay là người khác là dập rồi thôi mày đừng có nói nữa cái này có gì đâu à, như thế thì họ giấu luôn ở trong lòng như vậy thì nếu mà muốn giúp đỡ những người xung quanh của mình mà có chuyện đó hãy chịu khó tạo một cái không gian để cho bạn nó nói, để cho bạn bộc lộ, thậm chí ngồi đó khóc lóc, ị ôi được cũng được nữa, mình cố gắng mình chịu đựng cái đó là một cách tốt nhất, là tốt nhất của cái người nhà đó, chứ không cần thiết khuyên, khuyên ngăn gì chứ, không cần thiết khuyên, nhiều khi khuyên nó không không đúng, hay là khuyên nó không có phù hợp mà lắng nghe, rồi đặt câu hỏi, à vậy hả, à vậy hả, mày cứ có gì mày cứ nói ra đi, thậm chí là nói chưa có chưa có cái cách giải quyết, nhưng cái nói ra đó nó cũng bộc lộ nhẹ nhẹ đi cái khóc nó cũng giải tỏa được chứ nói ô sao mày khóc vậy không cần thiết khóc đó nó cũng giải tỏa được những cái gì đó dồn nén ở bên trong như vậy thì giúp cho người ta giải tỏa được đó là một cái cái cách đầu tiên quan trọng nhất và nghe cái nhu cầu của cái thân chủ hay là của cái người đồng hành cái người bạn thân của mình cái người bà con của mình con cái của mình ở trong nhà nó nói ra cái yêu nhu cầu của nó là gì khoan nó nói mày mày nhu cầu đó tầm bậy rồi không cần cứ nghe cho nó nói đã rồi á con nghĩ là con cần cái này thì cứ cứ đặt câu hỏi Ủa tại sao cần vậy yeah. cứ cứ đặt câu hỏi tại sao tại sao cố gắng dần dần để mà mình cho nó nói lên cái người đó nói lên càng nói nhiều lên càng tốt khi nào mà nói nhiều rồi mà cái nó thấy vẫn còn chưa có khỏe tối nó ngủ không được nhưng mà nó cứ đòi chết hoài thì đi kiếm bác sĩ tâm lý dùm à, thôi bây giờ ba mẹ hay là ba sẽ đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý để con có thể trao đổi thêm có thể những điều này nè con có thể chia sẻ với ba mẹ không được hay là con chưa quen chia sẻ với ba mẹ con chia sẻ với chuyên gia tâm lý hoặc là bác sĩ tâm thần thì họ thật sự là họ có nhiều kinh nghiệm nhưng mà chuyên nghiệm điều trị bằng thuốc và đồng thời họ không có nhiều thời gian để mà họ ngồi làm tâm lý với lại thân chủ đâu tại họ đông bệnh lắm à, cho nên là gặp chuyên gia tâm lý là đầu tiên tốt nhất dạ yeah, đó là một cách rất là tốt khi mà chúng ta có những cái bất ổn về tâm lý đối với người thân của mình rất là quan trọng như bác sĩ vừa chia sẻ sự quan trọng đặc biệt là chúng ta có mặt tại đó hiện diện tại đó và lắng nghe những tâm tư, những tình cảm mà họ chia sẻ nếu như mà không ổn nữa thì mình có thể can thiệp sâu hơn là mình đến các chuyên gia, các bác sĩ về tâm lý và tại bệnh viện đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thì thanh giáo cũng rất là thắc mắc một cái quy trình mà để các bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân và chúng ta khám sẽ như thế nào đặc biệt là tại đơn vị tâm lý của bác sĩ Mẫn à, như lúc đầu mình có chia sẻ là ở bệnh viện đại học Y dược có hai cái phòng một phòng khám tâm thần kinh và một cái phòng khám về tâm lý nó nằm ở trên đơn vị tâm lý lâm sàng như vậy thì phòng khám tâm thần kinh hay là đơn vị tâm lý lâm sàng thì nếu như các bạn có nhu cầu gọi là bệnh nhân thì mình đăng ký qua bên phòng khám tâm thần gọi là khách hàng hay là thân chủ thì mình đăng ký qua phòng khám tâm lý vậy thì cách đăng ký như thế nào các bạn có thể là đăng ký qua online một cách rất là dễ dàng ở nhà nó có một cái app UMC đặt khám đó mình cứ đặt vô trong đó rồi á sau đó là mình đặt ở nhà đi rồi sau đó mình vô trong tới cái chỗ mà cái quầy nó có hai chục cái quầy ở phía trước đó mình lấy cái số mình tới hoặc là nếu mà mình đăng ký khám tâm thần thì mình lấy cái số mình tới bác sĩ tâm thần thì cái phòng khám bác sĩ tâm thần nó nằm ở dưới trệt đó ở phòng số năm mươi mấy đó thì mình sẽ vô trong đó thì bác sĩ tâm thần sẽ tiếp của mình còn đối với lại tâm lý thì mình cũng đặt khám ở phòng khám tâm lý rồi mình chọn nó ở đơn vị tâm lý lâm sàng thì có 10 người thì được các cái chuyên gia đó đến từ các cái trường đại học tôi mời ở các cái trường đại học ở trong thành phố này được đang huấn luyện về cái tham vấn trị liệu cho các cái trường đại học nhân văn rồi văn hiến rồi phạm ngọc thạch rồi đại học y dược nữa thì các bạn đó cũng là chuyên, những cái chuyên gia rất là tốt thì có 10 người mỗi người khám buổi thế thì mình cứ đăng ký vô mình mình coi trong cái danh sách là khám tâm lý mình coi mình thấy ai mặc ai được mình cứ chọn mặt gửi vàng ai cũng được hết trơn mình thấy ai mình thấy là có thể làm bạn với mình À, thì à, mình chấm vô cái người đó coi coi họ khám ngày nào thì mình cứ đăng ký khám ngày đó. Rồi vô đó cũng tương tự như cái cách mà đăng ký phòng khám của tâm thần đó. Rồi à, sau đó mình à, lấy cái phiếu, lấy cái phiếu xong mình vô thang máy mình đi lên trên lầu 14 luôn. À, cái mình tới cái chỗ đơn vị tâm lý lâm sàng mình ngồi phía trước đó thì sẽ có người à, tiếp cho mình. Đúng cái giờ mình cứ gõ cửa mình đẩy cửa vô thì có người ngồi sẵn đó tiếp mình. Và à, rất là riêng tư, rất là riêng tư. À, chớ không có giống như những cái phòng khám khác dạ yeah. thưa bác sĩ mẫn mỗi ngày thanh Ráp đều có cơ hội để mà tiếp xúc với các bác sĩ đặc biệt là điều trị các bệnh lý về thực thể thì cái phần kết chương trình thì các bác thường khuyên là chúng ta phải dành thời gian quan tâm sức khỏe và đặc biệt là cần phải đi khám tổng quát một cách định kỳ về sức khỏe của mình đó là về sức khỏe thể chất còn về bên trong của mình về sức khỏe tâm thần về vấn đề tâm lý bên trong thì liệu rằng À, chúng ta có lời khuyên nào là liệu rằng đối với những người mà họ thường xuyên căng thẳng, stress hoặc là bất kỳ ai thì chúng ta à, khi nào hoặc là họ có cần phải đi tầm soát về cái sức khỏe bên trong hay không thưa bác sĩ? À, thật ra cái à, tầm soát sức khỏe thể chất á, yeah. thì rất rất là nên làm, yeah. rất nên làm để mình biết coi á, mình có một cái rối loạn gì về mặt thể chất ở trong cái giai đoạn sớm để mà mình có thể phòng ngừa, chẩn đoán, can thiệp một cách kịp thời ở trong cái giai đoạn sớm đó là điều rất là cần thiết. Yeah thông thường thì 6 tháng hoặc là một năm mình sẽ đi kiểm tra một lần kể cả con nít nó không có bệnh gì hết á mình gọi là đi khám sức khỏe cho những cái trẻ lành mạnh thì cái đó rất là quan trọng riêng cái sự vấn đề sức khỏe tinh thần có nên tầm soát hay không thật sự là nó rất là khó khăn và như nãy mình cũng có nói đó là nếu như mà bị rối loạn tâm lý hay là có những cái vấn đề về sức khỏe tâm lý hay là không có gì hết trơn mà mình đi tầm soát coi coi mình có bị trục chặt gì hay không á. À, thì thực sự là nó không có được thực tế ở cái xứ việt nam của mình như vậy thì cái cách nào cách nào thì rõ ràng là đi kiểm soát đi khám coi có vấn đề về sức khỏe tâm lý hay không thì nó không có thích hợp không có thực tế thì bây giờ mình có cái cách là mình sẽ theo dõi mỗi người nên theo dõi cái sức khỏe tinh thần của mình mình lưu tâm tới Tổ chức Y tế Thế giới, người ta định nghĩa sức khỏe đó không chỉ là không có bệnh tật, mà là cái sự toàn vẹn của thể chất, tinh thần và sức khỏe xã hội. Mà sức khỏe xã hội nó chính là cái mối giao tiếp của mình với những người khác. Nó trục chặt, ví dụ như là hai bạn mà giao tiếp với nhau, bộ bịch nhau đi, bây giờ nó tự nhiên nó thất tình. Thì nó, nó rạn vỡ cái sức khỏe xã hội và nó đưa đến những cái ví dụ tâm lý nó bất ổn nó buồn bực nó chán ăn nó mất ngủ thì nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe về thể chất luôn như vậy thì ba cái mặt sức khỏe thể chất tâm lý và xã hội nó dính chặt với nhau vậy thì cái sức khỏe về mặt tinh thần đó thì mình theo dõi nó như thế nào thế thì mình biết là con người ta hồi nãy mình nói rồi cái sức khỏe tâm lý tâm lý là mình nghiên cứu về cái tinh thần của mình và những cái hành vi của mình như vậy thì trong quá trình mình sống thì không thể nào mình tránh khỏi stress cả người ta rất là cần stress để mà mình nâng cái tầm của mình lên. Đứa con nít nó cần té ngã, cái stress té ngã để mà nó có thể đứng dậy nó bước đi cho nó vững chãi. Như vậy stress rất cần trong cuộc sống để cho người ta vượt qua. Như vậy thì mỗi ngày trong cuộc sống của mình mình sẽ học cái cách kiểm soát stress để mình mình tự tin hơn. Đó là cái cách mà mình có thể vững chãi. Cái quan trọng là mình ngừa đừng có để cho nó xảy ra những cái rối loạn về mặt tâm lý hơn là mình đi kiểm tra coi mình có bị rối loạn về mặt tâm lý hay không. Nhắc lại là mình ngừa để làm sao cho không có những cái rối loạn nó xảy ra Hoặc là nó mới có chớm thôi Thì mình sẽ có cái cách để mà mình giải quyết nó trước đi Thì cái đó mới là cái quan trọng Chứ không phải là mình tầm soát cho nó Coi coi nó có hay không Coi có trầm cảm hay không để mình giải quyết không cần thiết phải như vậy Như vậy thì làm cho mình mạnh hơn về mặt tinh thần Tinh thần á Ví dụ mình đói á, thì mình cũng ăn về mặt sức khỏe thể chất Như vậy tinh thần của mình nó cũng có những món ăn vậy Vậy thì mỗi ngày á, mình bồi dưỡng cho nó những cái món ăn gì để cho cái tinh thần của mình nó tốt đẹp để cho cái tinh thần của mình nó mạnh khỏe để cho cái tinh thần của mình á, nó khi gặp cái chuyện bất ổn là nó có thể đối chọi lại hoặc là thậm chí là nó dung hòa nó có thể là thích ứng được với lại những cái bất ổn ở cuộc sống này thì đó mới là cái điều quan trọng hơn là cái việc mà chúng ta tầm soát coi nó có bệnh hay không và tôi cũng thường hay nói với các bạn sinh viên ở trong tâm lý à, đi thực tập á. Tâm lý của con người Việt Nam ở đâu? Có phải là tâm lý của Việt Nam của mình nó chưa có phát triển giống như nước ngoài không? Vậy cái tâm lý của con người Việt Nam của mình, nếu mà mình nhìn lại cái tâm tư nguyện vọng của người Việt Nam mà được lý giải theo các cách của họ đó thì cái tâm tư nguyện vọng hay cái đời sống tinh thần của người Việt Nam của mình nó nằm đâu? Nó nằm ở trong tục ngữ, ca dao, dân ca, nó nằm ở trong các cái chuyện cổ tích hay là những cái chuyện thần thoại đó là cái tâm tư nguyện vọng của người Việt Nam của mình gửi gắm qua À, những cái câu về, câu thơ đó đó và gửi cho các thế hệ sau qua cái truyền miệng đó nó chính là cái tâm lý của người việt nam mình nằm trong đó đó nhiều bạn cứ học sách mỹ đồ kia tùm lum hết trơn cuối cùng tôi nói với lại cái bà mấy bà giáo sư ở bên mỹ à, bây giờ bà cho tôi đi các cái lý thuyết về mặt tâm lý ở bên mỹ đi hay là bên pháp đi tôi sẽ cho bà một cái câu tương ứng tối thiểu là một câu tương ứng của cái xứ việt nam của chúng tôi mà không biết là nó được truyền từ hồi đời nào rồi và tâm lý của người Việt Nam trong đó như vậy thì cái món ăn tinh thần của chúng ta đó, của người Việt Nam chúng mình nó nằm ở trong đó đó hãy đọc đi hãy ngắm đi hãy thực hành đi hãy thương yêu nhau đi theo cái cách mà tục ngữ ca giao dân ca mà ba mẹ mình đã truyền dạy qua qua cái cái nôi đó đó chính là cái việc mà làm cho tinh thần của mình mạnh lên và làm tinh thần mình lên là dù ai nó ngã nó nghiêng là lòng ta vẫn vẫn như kiền ba chân đó mới chính là cái điểm mạnh về mặt đời sống tinh thần và cái tình cảm của mình được khung đúc Ở trong một cái Cái nôi văn hóa của Việt Nam của mình bao nhiêu đời đó Nó chính là cái sức mạnh tinh thần Mà khi mà đụng tới stress Mình có thể vượt qua được mọi sự Và đó cũng là một cái uh, lời uh, Tôi muốn nhắn gửi mọi người à, Chúng ta hãy làm cho cái đời sống tinh thần của mình Nó được mạnh lên Chứ không cần thiết mình phải kiểm tra coi Mình có tâm lý hay là rối loạn về mặt uh, Bệnh lý về, về tâm thần hay không Trừ khi nào nó có triệu chứng rất là rõ ràng uh, Mình mới đi kiểm tra dạ yeah, thân á cũng xin uh, trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ và lời khuyên rất là hay rất là hữu ích và rất là lôi cuốn mình xem bây giờ mình mãi không để ý tới vấn đề dẫn phía sau một lần nữa thì cũng rất là trân trọng cảm ơn bác sĩ mở ngày hôm nay đã dành thời gian đến với trường quay qua lô bác sĩ và cũng dành rất là nhiều những cái tâm tư những cái tình cảm trong cái bài chia sẻ của mình về vấn đề là khi nào chúng ta cần phải khám tâm lý rồi khi nào uh, chúng ta cần phải khám tâm thần để kể cả thanh ráp và tất cả quý vị khi mà chúng ta uh, xem chương trình này ít nhiều chúng ta động lại rất nhiều những cái giá trị rất là hữu ích và chúng ta cũng đã tích tích lũy được cho mình những cái kiến thức rất là tốt và chúng ta vừa qua được những cái vấn đề tâm lý của mình ít nhiều khi mà quý vị có trong thời điểm này một lần nữa thì cũng xin trân trọng cảm ơn bác sĩ cảm ơn thanh ra cảm ơn quý vị khán giả dạ và lời cảm ơn cuối cùng xin gửi đến tất cả quý vị khán giả trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình mình chúc quý vị cùng với người thân sẽ có thật nhiều sức khỏe bình an hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại xin chào